Mình xin chào anh chị em cô chú, những người đam mê chơi cá coi đang xem video của mình nhé. Lời nói đầu tiên thì mình xin kính chúc cho anh em luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống nha anh em. Mấy bữa nay thì có rất là nhiều anh em chuyển từ cá Việt sang F1 với là cá Nhật á. Mọi người nhờ mình xem một vài cái hình ảnh coi coi là nó có đúng hay không. Thì thật sự đây là một trong những cái vấn đề khá là nhạy cảm nha. Nếu mà mình nói ra thì một số anh em người ta bán hàng á, người ta sẽ rất là buồn. Nhưng mà nếu mà mình không nói ra thì một số anh em mới tập chơi thì người ta sợ mua lầm á. Thôi thì ở trong video này mình sẽ giải thích nó cũng đơn giản thôi, để cho mọi người ai đã có dự định chuyển sang cái F1 với lại cá Nhật thì mọi người sẽ tham khảo nha. Nói em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Về cái đề tài này thì mình chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Về cái hình ảnh là không chính xác được nha anh em. Tại vì hiện tại bây giờ á, đa phần là sử dụng app không thôi, nên là mọi người nhìn thấy cái hình thì không thể nào nó ở bên ngoài giống vậy được. Ví dụ như gần chỗ anh em có trại hoặc là gần chỗ anh em có người bán đó, mình thích anh em lại trực tiếp luôn. Mình nhìn mình sẽ thấy cái con cá nhìn bằng mắt thường á, nó không có qua app chỉnh sửa gì hết. Mình thấy cái màu sắc của nó, cái body nó mình cảm thấy hợp thì anh em mua. Ví dụ như mình mua mắc hơn tí xíu cũng được nữa, tại vì mình đến trực tiếp mà, mình ưng bụng mà. Còn khi mà anh em xem qua hình ảnh thì thật sự là không thể nào đoán được. Chỉ cần một cái app thôi, nó sẽ chỉnh cái màu sắc của nó sáng hơn rất là nhiều. Nên là có một số anh em khi mà mua cá về đó, rồi gửi cái hình mà trước lúc người ta gửi qua cho anh em, rồi sau khi anh em nhận cá nó hoàn toàn khác nhau. Thì đó là cái chuyện bình thường của cái người người ta bán cá. Nên là mọi người cũng không có nhất thiết là quá buồn nha. Thì nếu mà có một cái lời khuyên dành cho anh em là nên đến trực tiếp cái chỗ đó mình lựa mình mua luôn. Còn cá Việt F1 á, thì thật sự cái này khó phân biệt lắm nè. Giống như hồi nãy mình có nói rồi, anh em thích thì mua thôi. Trong hồ của mình ở đây là hồ của anh Tùng ở dưới Bến Tre nha. Thì hồ của anh Tùng ở đây những con cá lớn á, là cá Việt nha mọi người. Còn những con cá nhỏ là cá Nhật. Đó, anh em thấy cá Việt không? Cái này là cá Việt tuyển chọn, nên là cái màu sắc của nó cực kỳ đẹp luôn. Nó giống cá F1 như là nó giống cá Nhật lắm. Nên là mình không thể nào phân biệt được cá Việt với lại cá F1 nha. Cá F1 mà tuyển chọn thì nó khác, còn cá F1 mà cái dạng nó khác nữa. Rồi cá Việt của mình cũng vậy, cá Việt mà tuyển chọn thì nó cũng tựa giống như là cá F1 với là cá Nhật thôi. Nên là mình không thể nào xem qua hình ảnh để mình đoán được cái giá trị của con cá đó được. Thì bây giờ tốt nhất là mọi người nên đến trực tiếp đó mình xem luôn. Còn nếu mà nói về để mà đúng con cá Nhật luôn, để anh em không phải lầm á, thì mình mua những con cá nó có cái giấy riêng, giấy gọi là giấy khai sanh á. Chứ còn nếu mà mua mà nó chung một cái lô thì cũng chưa chắc 100%. Đó, anh em mua nó cái giấy riêng. Là ví dụ như con cá nó size tầm cỡ khoảng 18 cho đến 25, mình nói ví dụ thôi nha, người ta bán là 2.500.000 thì nó sẽ có cái giấy riêng cho anh em luôn. Thì mình mua con cá đó thì chắc chắn 100% là mình sẽ không có bị lầm. Đó, thì đó là một vài cái quan điểm cá nhân riêng của mình, để cho anh em nào đang chuẩn bị mà mua cá F1 với lại cá Nhật á, mà thông qua hình ảnh là nó không chính xác được 100% nha. Có nước là mình đến trực tiếp mình xem luôn, ưng bụng mình mua. Còn cá trong hồ như mọi người cũng thấy đó, ở đây là chủ hồ người ta nói chứ không phải mình nói nha. Anh Tùng mới nói đây là anh mua, là chỗ người ta bán người ta cũng nói luôn là cá Việt 100% nhưng mà đã tuyển chọn. Đó là mọi người xem mà cũng thấy nó hoàn toàn giống như cá F1 với là cá Nhật mình thôi. Bởi vì có nhiều bạn không biết là comment nói với lại mình đây là cá Nhật nhưng mà thật chất không phải. Tại chủ hồ người ta nói người ta mua cá Việt thì không thể nào mình nói nó là F1 hoặc là cá Nhật anh em nha. Nên là có rất là nhiều bạn hiện tại bây giờ đang dự định mua cá F1 với là cá Nhật á, mà xem qua hình ảnh thì không chính xác được 100%. Thì trong video này mình lấy cái ví dụ hồ của anh Tùng ở dưới Bến Tre đó để cho mọi người tham khảo nha. Tốt nhất là mình đến trực tiếp mình mua là sẽ không bị lầm anh em nha. Thôi mình xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những cái mẫu hồ mới, những cái cách làm lọc mới lên kênh để cùng như là mọi người tham khảo nhé.